Từ ngày 6 đến 8 tháng 10, Quân chủng Phòng không Không quân đã tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ, có một phần thực binh, cho các đơn vị Phòng không Không quân khu vực miền Bắc năm 2021. Để cuộc diễn tập diễn ra thuận lợi và sát với tình hình thực tiễn, ngay sau khi có chỉ thị diễn tập của đồng chí Tư lệnh Quân chủng, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chủng đã tổ chức quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc diễn tập. Ban chỉ đạo và cơ quan ban chỉ đạo đã khắc phục mọi khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chuẩn bị đầy đủ các loại văn kiện chỉ đạo diễn tập, giao nhiệm vụ cho các tổ đạo diễn xuống tận các đơn vị để kiểm tra công tác chuẩn bị và trực tiếp bồi dưỡng cho các thành phần tham gia diễn tập. Đấy thì năm nay thì chúng tôi có những cái điểm mới đấy, thì là tôi đưa các cái lượng có đối kháng cả phòng không này, cả không quân này, cả lực lượng radar này, cả lực lượng pháo không, có cái tác chiến điện tử là đưa vào, rồi thì là gây nhiễu cho hệ thống thông tin này, hệ thống radar trinh sát quan sát phát hiện này, đấy, đưa các hệ thống UAV để vào thực hiện để chúng tôi quan sát phát hiện xử lý UAV, đấy, và chúng tôi có cái bay thực binh của không quân, đối kháng của không quân, đấy, và áp dụng tất cả các nội dung này là công nghệ thông tin vào trong tổ chức diễn tập. Các đơn vị đã tích cực chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị mọi mặt như lực lượng, vũ khí trang bị, công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, hầm, hào, công sự, công trình chiến đấu. Đồng thời tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân. Quán triệt phổ biến cụ thể nhiệm vụ diễn tập đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình diễn tập. Thì căn cứ vào nhiệm vụ bay đơn vị thường xuyên quán triệt về các nội dung bảo đảm kỹ thuật hàng không cho nhiệm vụ diễn tập, cán bộ nhân viên kỹ thuật trong đơn vị có cái kế hoạch của cá nhân để có phương án khắc phục hỏng hóc, chuẩn bị mọi mặt cho công tác diễn tập. Trước khi vào hành quân thì đơn vị cũng đã tổ chức quán triệt cái mệnh lệnh hành quân cho 100% cán bộ chiến sĩ, tổ chức phân công chỉ huy xe, bố trí các đồng chí cán bộ quân nhân chuyên nghiệp có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao, phụ trách trên từng xe trên suốt quãng đường. Do vậy là ngày hôm nay thì chúng tôi hành quân nên đến vị trí trận địa mới là đảm bảo tuyệt đối an toàn. Trong quá trình diễn tập, các lực lượng đã thực hiện nghiêm các quy định yêu cầu của ban chỉ đạo diễn tập, cơ động lên vị trí diễn tập đảm bảo an toàn tuyệt đối, phát huy tốt tính năng các loại vũ khí, khí tài, đặc biệt là phát huy tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong bám bắt mục tiêu, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, đạt được yêu cầu đề ra. Kíp chiến đấu của đài radar VRS đã tích cực huấn luyện nắm chắc về tính năng, kỹ chiến thuật của đài và vận dụng trong cái quá trình phát hiện mục tiêu, đặc biệt là quy trình thao tác 3 tầng không để phục vụ trong quá trình phát hiện các mục tiêu ở các tầng như tầng thấp, tầng trung, tầng cao và kịp thời thông báo. Đợt diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của lực lượng phòng không không quân với các lực lượng nhằm sẵn sàng xử trí các tình huống tác chiến, bảo vệ vững chắc bầu trời, biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bên cạnh đó làm cơ sở để đánh giá, tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng trong tác chiến của lực lượng phòng không không quân và tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phương án kế hoạch tác chiến, bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng trời, vùng biển đảo của Tổ quốc sát với yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện tác chiến mới. Bài học đầu tiên của chúng tôi là tổ chức rút kinh nghiệm từ là các cái đợt diễn tập từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam của năm ngoái, năm 2020, rút ra những cái điểm tồn tại. Đấy, và năm nay chúng tôi phải khắc phục triệt để các cái tồn tại của năm 2020. Đấy, trong đó là đưa các điểm mới vào, thế và khắc phục được các cái điểm yếu của năm 2020 vừa qua. Đấy, và đặc biệt ấy là phải sát thực tế chiến đấu và áp dụng được, rút ra được những cái phương thức tác chiến ở cái độ cao thấp và cực thấp. Và nhất là với bộ đội phòng không quân thì rất là quan trọng và trọng yếu trong cái thời gian hiện nay cũng như là tương lai. Cuộc diễn tập cũng là dịp để quân chủng kiểm tra đánh giá chất lượng vũ khí trang bị và công tác bảo đảm kỹ thuật, trình độ tổ chức chỉ huy,
khả năng tác chiến, thao tác chiến đấu của từng cán bộ chiến sĩ và hiệp đồng của các kíp chiến đấu, nhất là trong điều kiện ban đêm và trong các tình huống phức tạp. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, tổ chức huấn luyện cho bộ đội sát với thực tiễn.